hỏi đó. Bạn hay ra rẻ quá. Có một cái miếng ra rẻ xài từ sáng tới giờ. Nhưng mà khán giả thích cái miếng đó của tôi. Và sao cười gần gần gần. Nó lên tập 1, tập 2 rồi. Khán giả nói tập 2 chưa có lên. Cười quá. Thì tôi có quyền. Thì đó. Tao tháo ra. Thì đó. Tao tháo ra. Biết. Ui cái con ra rẻ quá. Yeah. Yeah. Chưa lên thiền cho nó ăn luôn á. Quýnh lộn nhau rồi. Nó rồi cùng tuổi không có chơi được với nhau. Thôi bớt ra dẻ đi. Sao hay ra dẻ quá. Anh cho em hỏi là ngày xưa đồn là anh Thịnh là kép đẹp một thời đúng không anh? Ủa anh Thịnh là chú đẹp trai lắm. Em không tin. Cái giao diện ngày hôm nay thì sao ảnh lại là kép đẹp một thời chứ? Ai đồn vậy? Có thể. Ai đồn mà ác nhân vậy? Ai đồn mà ác nhân tới nước. Anh Khánh tuy là thời gian có xóa nhòa nhưng mà mình phủ mũi bên vẫn còn thấy cái cốt. Còn cái này làm sao mà nó giống như một cơn lũ vậy đó. Không có tự nghĩ về hồi xưa, cứ nhìn hai đứa con Thịnh là biết hồi xưa Thịnh đẹp trai rồi. Thôi cái đó là nhờ đi chứ. Không, phải có gen của anh chứ. 20 năm trước cái thẩm mỹ sân khấu người ta khác. Đúng rồi. Cỡ hiếu thứ hai đó là kép nhì thôi. Cỡ hiếu thứ hai đó là kép nhì thôi. Cảm ơn trai nha. Tới rồi, cảm ơn anh. Lên hiền. Từ từ. Anh là chú rể mới. Còn em là cô dâu mới. Cô dâu mới. Anh đi theo em, anh đi theo em, anh đi em về. Mày còn bay về núi bay, chim bay về sóng. Chim ơi, chim ơi, chim bay đi đi đừng ở đó. Nó nghe, tôi muốn là ca sĩ á. Sao mà có thể hát được với những người như thế này? Mày hát rồi. Hát đi, không thuộc lời. Đó. Vì trọng lượng thiền có hạn, chú đi gần một camera theo thôi ạ. Không ai thương mình bằng tím hai đứa đâu Nguyên. Sao ba anh em mình hoài vậy? Đưa nhau về, đưa nhau lên tàu về quê anh thấy vui hơn. Rồi sao? Về quê mình cưới nhau đi. Về quê mình sống vui hơn. Về đi mình đấy. Mình đấy. Đấy là cái gì? Mình đấy là mình không thuộc lời. Hát bài tặng khán giả coi. À bài bài của em á, bài của em á. Bài của em bây giờ em nói đi. Em hát một cái là tụi anh hát theo liền. Rồi 2 3. Đây là một bài hát vui. Yeah. Đây là một bài hát không buồn. C. Đây là một bài hát hay. Ủa, còn khá hả? Đây là một bài hát không tồi. Không tồi. Ủa là em chưa nghe được cái lời đó đó mà nó khẳng định là đây là một bài hát vui là nó vui chỗ nào? Là cái lời đấy đó. Đó. Quan trọng là người hát người ta vui, còn mặt bạn bữa nào xéo sắc lúc nào cũng hả cọc cằn kiểu đó. Tôi có mũi tên uất hận. Không hiểu được chuyện đó đâu. Không phải đâu, giờ nếu mà cái đó là theo tử vi thôi, còn theo khoa học là nó tập tạ nó không căng cơ căng quá kéo căng. Ê cái máy đây nè, mình giao lưu máy này đi. Bây giờ chúng tôi sẽ sâu lắm em chẳng dám tâm đâu. Biển xanh quá. Mình phải vũ đạo vô nữa. Các trang vũ đạo nữa nè, nè. Bên biển đó. Em thọ cái cây vô họng anh á. Anh cứ tát hoài. Vũ đạo đồ, miệng đâu này nọ. Cái đó này khó ghê. Cực quá. Thôi. Cho tụi em cực quá. Hát nhẹ nhàng đung đưa thôi. Đung đưa. Đung đưa. Đúng vậy. Nói lại. Nhanh nhanh nhanh. Thứ vị phải chú vị. Thứ vị bây giờ sẽ là ca khúc miệng to quá của bé. Bé nào? Bé nào? Bé. Tự nói tên đi sao hay vậy quá. Biển xanh lắm, bé chẳng dám tâm đâu. 2 3. Mày bắt tông gì trên trời vậy? Cao quá hả? 2 3. Biển xanh lắm, bé chẳng dám tâm đâu. Biển to quá, bên bờ cao trắng phao. Quân lên biển ơi, anh bên dâu nhà thờ. Bé yêu biển lắm, mẹ biết không nào. Ba ơi đừng tâm, con cá sâu kia kìa. Đứng ngoài thì giữ mùa đồ đi em. Chúng tôi đã vô một team là xong rồi. Rồi, chỉ thua thôi. Thắm rồi. Bên kia sao vui bằng tụi tôi. Tập mày 1 kìa. Của ba con người này đúng không? Ừ, tập 1 người này. 15 clip behind the scene. Ảnh nhiều quá. Thua ta mà ảnh tập 1, 15 clip behind the scene anh. 15 clip ghê dữ vậy. 15 cân nè. Rồi nó táp mặt nữa là nắng quá. Đây. Nắng thì bạn có thể đi về. Rồi sao? Bạn đòi thủy quá. Tôi là người đòi hỏi đó. Bạn hay ra rẻ quá. Có một cái miếng ra rẻ xài từ sáng tới giờ. Nhưng mà khán giả thích cái miếng đó của tôi. Và sao cười gần gần gần. Nó lên tập 1, tập 2 rồi. Khán giả nói tập 2 chưa có lên. Cười quá. Thì tôi có quyền. Thì đó. Tháo ra. Thì đó.
tháo ra. Ghét. Ui, cái con ghét quá. Ghét quá. Ghét quá. Yeah, yeah. Chưa lên thì chính bạn luôn á, quýnh lộn nhau rồi. Nó rồi cùng tuổi không có chơi được với nhau. Rồi. Ủa hai đứa cùng tuổi rồi. Cùng tuổi đó anh. Cùng tuổi mà anh ba em. Mà em chững chạc biết là bao nhiêu. Không. Ê, tính ra trên thuyền mình có hai con rắn với hai con rồng. Rồng rắn lên mây có cái cây lúc đắp có ông chủ ở nhà không? Ông chủ đi vắng rồi. Cô nhìn tụi mình kỳ lắm. Duyên lắm con ha. Cô nhìn tụi mình nó kiểu cô cười là cô cười vô mặt mình đó. Lắc đầu luôn. Cho con hỏi đi, mình là cô Kiến Quy mặc áo pháo vô. Đến đến con thằng này. Dạ. Quy ơi Quy. Hả? Mặc áo phao vô giùm tao một cái đi, mọi người đang chờ đợi. xuống lẹ Quy ơi, xuống lẹ đi mọi người ơi. Không làm được cái gì du thuyền tới rồi. Du thuyền tới rồi mọi người ơi, để chai nước vô cho nặng vô, nãy giờ đổi thừa bên áo phao. Chủ chi à, để hoài đi, để xong được hoài được đó. Hay vậy quá. Mập quá. Đi hai đứa đều có mũi tên quốc hận luôn nha. Bên đây là mũi tên quốc hận, còn mày là mũi tên thù hận á. Cái mày đồ á hả? Đâu có nghĩ là tắm đem dữ vậy mà. Nhiều lắm. Anh mang thêm mấy lót giày á. Nó có giấy nó không có chắc. Thôi mệt quá. Em mày hỏi quá. Mày đi chơi mày đòi hỏi mày lấy anh đi. Lấy lại đi. Hả? Nói đi. Con như cái. Nói một tiếng là hai. Dặn anh là chán. Cuối cùng ai là đội trưởng ở đây? Ủa, đội trưởng hả? Đè đầu quýnh. Xin lỗi đi, xin lỗi đó. Trời ơi. Xin lỗi liền, xin lỗi liền. Khủng dữ người ta. Nhỏ này khổng. Nhỏ này khổng dữ vậy. Có một cái câu nói nó rất nổi tiếng và liên quan tới việc làm nhang. Wow. Ở đây mọi người nào nhớ không? Này nhưng mà nó bao làm nhang cho đáng làm nhang. Làm nhang cho đáng làm nhang. Cái đó là tàn nhang. Cái đó là tàn nhang. Người ta nói như thế này. Xưa có câu: nếu bạn đốt một bó nhang trên đỉnh núi cao rồi thì gió sẽ mang hương thơm đến thung lũng. Rồi. Tiếng Anh nó có nghĩa là if you light incense on a mountain, yeah, a fortunate wind make rain, no, can make carry it to the valley. What the kind? What? Not what thói. Do you do, Điêu Yên? Nhưng mà mục đích anh kể đó là vậy. Không có liên quan. Nhưng mà quay thoát thoát. Là xong câu chuyện rồi hả? Xong rồi. Xuống xe. Đi bước ra dẻ đi. Sao hay ra dẻ quá. Mình đi mày tưởng là không nên tưởng cái gì. Lan. Dạ. Đố giùm anh một câu cho hai bạn trẻ mới đến. Nói nghe nè, miếng lúc trước rồi ok đắt rồi, tự nhiên gieo cái sau chi. Nè nghe nè Lan. Đố vô mình luôn. Hay sao hay Lan vô làm sẽ đố một câu về cung vua cái gì không có. Cung vua cái gì quá. Ờ xin mời ra câu đố. Ở trong cung đình ngày xưa, kể cả hậu cung luôn, kể cả hậu cung, từ vua, hoàng hậu, thái giám và các vị trong thần, trong thần vị quan, trong thần vị quan trong triều đình, quan thần trong triều đình, trong cung đó, trong thần hay là trong thần, trong thần trong triều đình không có cái gì. Nói chung là ở trong cung không có cái gì mà phải cần. Xin quạt luôn nha. Rất cần để xài. Lân, nói đi, tôi nhìn mặt cậu tôi biết bạn sẽ biết câu này. Mặt ta đang ngu nè, mà ta đang nghĩ nè. Nào để ta phân tích coi. Cái này có gì đâu, trời ơi. Hả? Nó là đúng không? Cái gì mà nhu cầu người ta, bây giờ mình chia ra nhu cầu cơ bản là gì? Đó là ăn, là ăn ngủ. Rồi, đi vệ sinh. Đại tiện, tiểu tiện, ờ, đúng không? Mà tao ngang hướng về cái phía đi vệ sinh á. Hả? Vệ sinh làm sao mà không có, nhà xí. Thì mình suy nghĩ gì mình loại phân nó đi. Loại phân? Mình loại trừ nó đi. Loại xuân là cái gì? Loại trừ. Tao nói là nhiều chữ quá nó lộn. Ít thì nó không lộn. Nhiều nó lộn. Rồi. Bây giờ mày nghĩ coi. Phòng ăn là chắc chắn phải có rồi. Ăn là phải đủ rồi. Phòng ăn là mình phải đi rồi. Bây giờ cái phòng mà người ta gọi là thầy tắm là cũng phải có rồi. Ờ. Thầy tắm là phải có một cái nhu cầu rất là cần thiết. Đúng rồi. Nhưng vẫn có. Tao cứ nghiêng về cái khúc đi tiểu tiện đại tiện đó. Nhà xí á. Ừ. Hồi xưa có xài giấy vệ sinh không ta? Hả? Không biết à. Có. Không có. Hồi xưa dài mà là xài bằng vải thô. Giấy ngày xưa là chỉ để viết thôi à. Trời. Cho một cái gợi ý đi chứ nó rộng quá. Được không? Những người không có cái, những người không có kiến thức hay nói vậy lắm. Chứ nước đầu của đố này từ đâu ra? Lâm, đó là gì? Đó chính là toilet.
cho cái đó không về vệ sinh rồi. Vậy là bình thường hồi xưa là tao đó đâu. Xưa là cái thùng thôi. Đúng không? Có coi phim thấy hả? Ông vua hay là hoàng hậu hay là các phi tần là đều có một cái thùng, thậm chí là thùng gỗ thơm, gỗ đàn hương, ví dụ vậy. Và hoa sẽ trải là một lớp. Là ông vua, ta mệt, ta đau. Đang ở đây rồi. Quỳ ơi! Anh ơi, anh, em nghe tiếng Quỳ ở đây. Quỳ ơi! Quỳ! Tiểu thẩm viên giữa thùng. Đó, hỏi cái là tiểu vọng đó. Chào mừng các bạn đến với sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An. Không biết đây là lần đầu hay là lần thứ bao nhiêu các bạn đến đây này. À, Tuấn là thổ địa nha mọi người. Hôm qua là xuống xuống cái anh có gia đình rước. Đúng, anh Tuấn bỏ đi rồi tụi em cũng suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, từng đâu đi mình đi chơi bỏ em, nhưng mà thật sự là đi thăm ông cố nội. Dạ, đi thăm mộ ông cố nội lần đầu tiên. Mình lợi dụng chương trình thêm một lần nữa, muốn đi đến cái vùng đất Nghệ An mà trong cái chứng minh nhân dân của Tuấn á đề là nguyên quê quán. Ủa là quê ba hả? Quê ba là chưa bao giờ Tuấn tới đó. Ủa ở đây có ai tới đây bao giờ chưa? Có ai đi Vinh bao giờ chưa? Đầu tiên em luôn. Đầu luôn. Ủa vậy hả? Dạ. Tính ra gia đình mình cũng ít đi đâu đó quá ha. Dạ. Anh Giang chắc đi nhiều. Anh đi nhiều. Nghệ An là vùng đất có diện tích lớn nhất cả nước. Vùng đất này được gọi là đất Tiến trong lịch sử mở cõi của dân tộc ta. Có lúc là tiền tuyến, có lúc là hậu phương. Vì điều kiện khắc nghiệt ở đây cũng như quá trình lịch sử gian khó đã tạo nên tính cách con người xứ Nghệ đầy nghĩa khí. Đặc biệt, vùng đất này cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, sinh ra rất nhiều nhân tài, anh hùng lịch sử cho dân tộc ta. Lấy cảm hứng từ vùng đất địa linh nhân kiệt hôm nay, chúng tôi quyết định chủ đề của chuyến đi hôm nay sẽ là Chí khí Nam Nhi. Ngoài ra, chúng tôi chọn chủ đề Chí khí Nam Nhi là vì trong xuyên suốt một quá trình dài, chúng tôi cảm nhận có một số thành viên có vẻ là có dấu hiệu không được Nam Nhi cho lắm. Nữ Nhi. Nam Nhi. Tự nhiên ngày hôm nay Chí khí Nam Nhi thì có 5 anh em mất một người. Vậy cho em hỏi cái người mất ngày hôm nay có phải là Nữ Nhi không ạ? Người mất hôm nay cốt cách là Nữ Nhi. Sao anh? Thứ nhất là không đủ người. Thứ hai là đa khoa. Chấn thương chỉnh hình. Đó. Em cũng da liễu rồi. Lành chưa? Lành rồi, bây giờ nó cũng còn hơi ấy. Kêu xíu nó bung ra đó. Cái gì? Em bị lắc lào. Bác sĩ nói vậy hả? Bác sĩ nói là phải nghỉ ngơi. Lây không? Lây chứ. Như các bạn đã thấy hôm nay, không có Ngô Kiến Huy ở đây. Bạn ấy bị tắc chuyên biệt để chứng tỏ chí khí nam nhi của mình. Là nghi ngờ đang, nhất. Dạ, gia đình đang nghi ngờ. Là mọi người đang nghĩ xem em của Huy, chị ơi, gần 40 tuổi rồi cũng không có gia đình gì mà điệu. Đàn ông tên Thỏ anh. Thỏ. Mà da dẻ đồ trắng bóc, dưỡng kem, dưỡng ơ. Phải nên kiểm tra đi. Sau hôm nay sẽ biết mức độ nam tính của các bạn như thế nào. Đến với hành trình hôm nay thì chúng tôi có mời hai khách mời. Họ là những người đàn ông đích thực. Mời hai cầu thủ xuất hiện. Không, nói gì thôi chứ không phải đâu. Hãy xuất hiện đi. Xuất hiện sao cho mắc cừu nha. Xuất hiện sao cho lạ, cho tay rần rần cừu nha. Ghê. Ủa giúp anh Đức Thịnh vậy? Anh Đức Thịnh Quy Khánh. Trời ơi. Anh Đức Thịnh hả? Tới đây. Sao thương? Ủa đàn ông rồi đó hả? Trời ơi, ghê quá. Ủa nằm cửa vậy, kêu sáu cửa. Ủa nằm cửa hả? Nằm anh ơi. Giờ rồi. Ủa mà sao? Sao mặt vậy? Thấy thôi một rồi. Sao ê hài vậy? Sao mở tung tăng thấy ghê vậy anh? Ai là
làm tóc cho anh vậy? Trời ơi, không bắt cúp luôn anh ơi. Ok, nãy giờ nó bắt chạy quá. Tụi tôi bắt cúp từ 4 giờ sáng. Rồi tới 6 giờ sáng nó chảy ra. Tụi em cũng vậy mà. Ủa không hợp hả mấy đứa? Sao cái mày bạc quá vậy? Anh Tuấn ơi, anh Tuấn, anh nhớ mấy chục năm trước mà mẹ mình đánh kem cô gái tục xù không? Sao mặt y chang vậy? À là chương trình nói là hôm nay là mời mấy người đàn ông tới là đây đó hả? À, thấy cái hội không? Hội gì? Không server. Đó đang đi tìm thêm cầu thủ nè. Thường mà những người nói là tôi không sợ vợ là người rất sợ vợ. Là do anh đến tôi là quá thân rồi, tôi thừa biết gia đình thành sao rồi. Mình cùng gen với nhau mà nha. Bậy. Cùng gen. Em Giang đừng có chối nãy nói hết rồi. Lúc nào nhắc rồi thì biết nhắc rồi. Nhắc là tại vì mình thương mình nhắc thôi, chứ vợ em kêu đứng là đứng, kêu ngồi là ngồi. Trời ơi. Quá sao? Anh nói những điều không tưởng vậy. Thiệt mà. Ở đây có Lâm là vợ anh robot cái gì mà kêu đứng đứng, kêu ngồi ngồi. Giả Phương có công tắc hay gì? Đấy. Phải không? Sao? Lâm là có quy với vợ thôi. Trời ơi, em là ấy lắm. Em mới là không sợ vợ nè. Dạ vậy. Vợ em mà nói một tiếng là em giả lộ liền. Vợ em mà nói một tiếng là em giả lộ liền. Giả lộ liền. Mất Nam Nhi liền. Cho nên vợ sợ lắm. Lấy độc liền. Em trong điện ảnh là đội vợ lên đầu đó em. Cái giao diện của em đó. Anh cho em hỏi là ngày xưa đồn là anh Thịnh là kép đẹp một thời đúng không anh? Ủa anh Thịnh nào chưa đẹp trai lắm. Em không tin. Cái giao diện ngày hôm nay thì sao ảnh lại là kép đẹp một thời chứ? Ai đồn vậy? Có thể. Ai đồn ác nhân vậy? Ai đồn ác nhân tới đức. Anh Khánh tuy là thời gian có xóa nhòa nhưng mà mình phủ cái cốt vẫn còn hai cái cốt. Còn cái này làm sao mà không, nó giống như một cơn lũ vậy đó. Không có tự nghĩ về hồi xưa, cứ nhìn hai đứa con Thịnh là biết hồi xưa Thịnh đẹp trai rồi. Thôi cái đó là nhờ lại nhờ là chứ. Không, phải có gen của anh chứ. 20 năm trước cái thẩm mỹ sân khấu người ta khác. Đúng rồi. Cỡ hiếu thứ hai đó là kép nhì thôi. Kép nhì. Trời ơi, anh là nhất. Thịnh thứ ba giới thiệu đi. Rồi Thịnh thứ ba giới thiệu nè. Xin chào quý vị khán giả Hai Ngày Một Đêm. Tôi là Đức Thịnh, là đạo diễn. Hôm nay tôi tới đây để tôi cho cái mấy khứa mà trong Hai Ngày Một Đêm này là lên bờ xuống ruộng với tôi nha. Tôi cho biết thế nào là lễ hội lầy lội. Ủa anh ơi, anh phải giới thiệu đàng hoàng đầy đủ chứ. Anh giới thiệu anh mỗi là đạo diễn không thôi. Anh phải nói là kép đẹp ngày xưa nữa chứ. Rồi, ok. Tôi là đạo diễn Đỗ Đức Thịnh. Năm nay tôi có 40+ tuổi thôi. Thôi xạo quá, 50 rồi. Bốn mấy rồi. Rồi 50. 20 năm trước tôi đã từng làm kép của sân khấu mà kép đẹp hẳn hoi nha. Xin chào các bạn, mình là Huy Khánh. Hôm nay mình tới Hai Ngày Một Đêm với cái sứ mệnh của rất là nhiều khách mời tới đây là sẽ tiêu diệt con quái thú Lê Dư Bảo Lâm. Tại vì nó quậy lắm. Tiêu diệt con quái thú Lê Dư Bảo Lâm. Tại vì nó quậy lắm, nghe nói nó quậy lắm. Quậy lắm anh ơi. Hạ nhiều người. Nó hành hạ nhiều người, tay chặt chân tùm lum hết. Và cũng may mắn tôi cũng còn chút nhan sắc cho nên là nó không có chê bai tôi được. Cảm ơn mọi người nhớ ủng hộ Huy Khánh và Đức Thịnh nha. Yeah. Huy Khánh không biết mọi người có rành không? Chắc Hiếu ít người rành chứ giới thiệu luôn. Huy Khánh là ngày xưa là một trong những người đẹp trai nhất trường sẽ có điện ảnh. Bây giờ nữa. Không. Ý là đẹp trai nhất trường sẽ có điện ảnh và là một cái tên bảo chứng cho tất cả những chương trình mà mời Huy Khánh. Và là một cái người mà gọi là luôn có những bóng hồng vây quanh. Rồi đó tôi gọi Khánh là gì quên rồi ta? Gã Đông Doanh của điện ảnh Việt. Gã Đông Doanh của điện ảnh Việt. Dốc Tình, bộ phim Dốc Tình chị Linh. Đúng rồi. Khánh nổi lên từ bộ phim Dốc Tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Rồi có đóng chung với Lâm phim nè. Cô Dâu Đại Chiến. Trời ơi, bữa đó là Cô Dâu Đại Chiến với cái gì anh? Với một cái gì nữa? Lúc đó em đóng điện ảnh luôn hả? Trời ơi, em đóng quần chúng mà em nhớ suốt đời. Tại em lúc em nghèo mà mọi người ơi, là em mặc có một cái áo thôi. Là tối về qua ngày hôm sau là em giặt em đưa qua đoàn khác em làm quần chúng. Vậy mà gặp ảnh, ủa sao mày có cái áo mày mặc hoài vậy? Anh nói với em vậy đó. Đúng rồi, người ta thương người ta góp ý thôi. Thật mà. Nhờ vậy em mới có tiền mua nhiều áo đó. Thôi đi. Vậy lúc đó anh gọi là ngôi sao, anh không cho tụi cái áo nào cả. Anh gọi là ngôi sao, anh không cho tụi cái áo nào cả. Gì mà anh hả, chị chiếc đàn em. Ủa tự nhiên bắt ta cho áo. Tự nhiên cho áo. Kỳ á. Ừ là gì. Với lại em bị ấy anh Khánh lắm. Đám cưới không mời mà không đi. Mời mà không đi cũng không gỡ nữa mà ngôi sao gì kỳ vậy. Ủa sao không gửi? Ủa sao đi mà không gửi người ta mà không gửi? Mà đi vô phòng gym là em là tập gym chung mà em cũng anh ấy nọ, em cũng định ảnh anh cho anh sửa quay đồ uống đồ này nọ, cũng cho anh Kiều Minh Tuấn nè, mà mời ảnh thì ảnh đi, còn mời ảnh xong thì không đi mà cũng không gửi luôn. Mà ngôi sao 200-300 ngàn có nhiêu đâu. Sao ngày hôm nay tôi gửi bù được chưa? Thôi đi, anh gửi nhiêu cho đủ bây giờ. Mà tội nghiệp Lâm lắm, tại vì hả Lâm mời á là Lâm nghĩ là anh Khánh là sẽ đi.
đi, cho nên Lâm lỡ hứa bà con cô bác ở dưới là đúng. Có tổ chức live show luôn đó. Vậy mà không tới. Bà không tới, đúng. Rồi bà con có nhắc người Khánh không? Có, kêu là Khánh đâu, Khánh đâu, Khánh đâu. Rồi cái em nói là Khánh về rồi hai bà con lên xé đồ cô dâu em luôn. Trời ơi, hay thề bớt quá. Cô bác cảnh tâm hình. Ok, đúng rồi. Thứ hai đi theo chương trình này nó hiền quá hả? Thì đó đâu có nói đâu, nó biết đâu biết nói. Em ơi nói chuyện đi em. Nói chuyện đi. Đi vô đây nói chuyện đi. Nói chuyện đi. Hiếu là làm việc với anh Thịnh là lần đầu tiên là phim của anh đúng không? Đúng rồi. Còn anh Khánh là chưa làm việc đúng không? Okay, đúng rồi, chưa gặp anh Khánh bây giờ. Đó. Em gặp trên phim thôi. Bữa nào đi hát chung. À, anh hát luôn hả? Hát luôn. Hát hay lắm. Anh hát luôn cùng Kiều Minh Tuấn á. À. Nghe anh Kiều Minh Tuấn luôn hả? Yeah. Hơn luôn. Nhạc rối loạn. Đó, anh thấy chưa? Rồi, nghỉ một câu. Chúng ta sẽ có 4 hình nộm dùng để tập bóng. Trong đó có 3 hình có dán tên của dàn cast và một hình để trống. Rồi. Anh Đức Thịnh và Huy Khánh sẽ lần lượt sút bóng vào hình nộm. Nếu trúng thì mình được chọn đồng đội là một trong hai tên dán trên đó. Lần lượt đến khi nào tập hợp đủ 4 thành viên trước thì mặc nhiên Ngô Kiến Huy sẽ thuộc về đội còn lại. Trời ơi. Mời các bạn di chuyển qua set game. Thế mày. Ai ra trước ạ? À? Khánh à. Mà có nhóm đã tới không? Ờ chứ. Thử cái trước đi. Anh đã. Thử nha. Đó. Hay quá. Trời ơi. Ngon không thành. Trời. Thôi năm anh em mình tự chơi đi. Trời ơi. Sao dở vậy? Thiệt luôn á. Thật sự chán nản luôn á. Còn người ta coi thường anh quá kìa, anh Thịnh anh đá đàng hoàng coi. Em nghi lắm nha. Sao vậy? Cái hình nộm này nè. Khó chứ bộ. Nhiều khi là hả mình chọi vậy là đau á. Hãy vô. Đau quá. Đủ quá. Trời ơi. Ủa điên kỳ vậy? Sao kỳ vậy đúng không? Điên. Để thử Kiều Minh Tuấn cái. Đau tay kìa. Lưu ý luôn là nếu như mà đá vào cái hình nộm mà không có tên á thì là anh Thịnh với anh Khánh sẽ bị phạt nha. Ai mà đá vô cái không có tên là chạy 10 vòng sân người động. Khỏi ăn chưa được không? 2 vòng hãy đá thở. Em đá trước cho nha. Đúng rồi. Rồi Quý Khánh đá trước nè. Anh nhắm ở đâu anh nói trước đi. Đúng anh rồi. Sẽ nhắm con quái thú. Màu xanh. Nhưng mà nãy là ở trên. Đau lũ tay quá. Thôi trúng ra được rồi. Khó lắm. Rồi 1 trong 2 nè chọn. Mặt nào cũng tội nghiệp hết kìa. Ông đi cà phê đi. Sao được hôm tối ôm mồi về. Đó. Này ngon nè. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Quay vòng coi. Đồ giả anh ơi. Cái ức bự quá kìa. Chọn con gà đây. Vậy là anh chọn em đây. Rồi thấy chưa, sao tôi sẽ đá chúng em cái nữa. Rồi tôi giỏi mà. Bây giờ anh nắm Trường Giang Kiều Minh Tấn nè. Sợ quá. Kỹ năng sinh tồn được nè, nấu ăn được nè. Kiều Minh Tấn người có sức khỏe. Trời ơi. Anh lộn rồi. Hay quá, cô gái tóc xù ơi, chọn đi. Rồi anh chọn Trường Giang trước nè, lát nữa anh chọn Tuấn nè. Chết tôi rồi. Giang cánh anh nha. Ok anh. Rồi, lo. Lo nha. Hay ông chú kế bên. Tập trung đá đừng cừ, bớt cừ. Sai. Anh dở gì anh? Có anh Thịnh nè. Đó đúng không? Cho dù nó không làm gì nó im cũng được mà nó đẹp trai khán giả khoái. Đấy, đúng rồi. Vậy là cái đội mình đội đẹp trai. Đúng rồi. Đúng. Đội đẹp trai. Em vô em trung bình tuổi mình thấp xuống. Em vô em trung bình tuổi mình thấp xuống. Đúng rồi. Thôi đội mình đẹp trai đủ rồi đúng không? Chưa. Ủa còn em với lại Huy nữa. Hai mày khỏi chơi đi. Còn Rít nữa. Tội nghiệp Huy. Quyết tâm phải lấy thằng Rít mới được mua nó. Lấy em nha. Rít mùa này thua rồi. Trời ơi.
Sao anh dở vậy? Anh Khánh ơi, em không nghĩ vậy luôn á. Đứng đây áp lực lắm. Anh là anh nghỉ hưu rồi đó. Anh đây vẫn còn chơi nè. Hồi đó em gọi điện thoại cho anh là anh kêu anh đang đi đá banh rồi cũng còn tưởng anh đá giỏi lắm. À, đúng rồi. Trên mạng. À vậy hả? Đó. Mời quý vị. Wow. Cái gì vậy? Em ơi. Gánh ba tụi em đó. Thì Khánh chưa đá mà gì anh Khánh vậy? Ủa được rồi. Cuối cùng đúng rồi. Đúng không? Chị bi đi, chị gật đầu quá đúng trời. Đúng rồi anh ơi. Không nhưng mà này đội chấn thương mà đâu sao đâu anh. Không sao. Rồi. Không sao, tụi em thì có tay có chân rồi. Đó, nè, đó. Hai tay mà. Đó còn hai tay nè. Đúng rồi. Ba anh em tôi gánh cho hai đứa. Ok quá trời. Đội này là cái là mẹ già, bây giờ có thêm cha già nữa tụi em ơi. Đây có thêm đứa con. Có thêm đứa con. Để anh Thịnh và Huy Khánh biết chương trình chúng ta có một linh vật, thì bây giờ chúng ta chơi trò chơi truyền thống của hai ngày một đêm. Đó là trò chơi trứng chín, trứng sống, để chọn ra thành viên xui xẻo giữ Jenny. Chúng ta có nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chúng ta sẽ chọn trước khi đụng vào ha. Dạ. Bây giờ ai chọn số 1? Em. Làm số 1 rồi, yên đó. Ai chọn số 2? Em đi. Từ trái qua phải hả? Không, anh số 1 nè. Số 2 là Hiếu đúng không? Dạ, dạ, em số 2 đi. Em số 3. Số 3. Tôi số 7. Số 7. Anh số 4. Số 4. Rồi, còn cuối cùng khỏi nói luôn. Em số 6. Rồi, lại về trường gia số 5. Rồi, số 7 lấy trước nè. Số 7 đúng không? Khoa từ từ. Mời đứng đây. Đập ai? Rồi, cần hỗ trợ không? Lâm hỗ trợ Lâm. Dạ, đưa anh. Ủa là em đập tôi á? Đúng rồi. Em me tôi nè. Đúng, chương trình mang hát. Yeah. Chối to lại. Yeah. Ủa, tay tụi em đâu có đâu để chối. Seven. Seven. Coi chừng bóc lộn trứng nha. Seven. 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 Phải. Anh không biết tiếng Anh mà anh cứ nói tiếng Anh. Tao dở tiếng Anh quá. Seven là số mấy? Là 6 á. Seven là số mấy? Là 6 á. Đúng. Đây nè, Seven in the Tinderland nè. Seven in the Tinderland nè. Okay. Cái này nó lạ quá rồi. Cuối của tôi. Tất cả chú ý. Nghĩ. Nghiêm. Đi làm phía trước. Có nói gì má? Đừng có nhìn. Dạ. Đừng có nhìn. Chối tao lại. Dạ, bao đại nhân. Bao đại nhân cho câu hỏi. Bao đại nhân xử con bằng cái đau gì vậy? Đây là cái đau trứng. Đây là cái đau trứng. Ba kiếm giùm em đi anh Giang. Ba. Em có thấy trứng nặng không vậy? Nặng nha. Ba. Lỏng lẻo lỏng lẻo. Hai. Hai. Một. Ơi. Tranh thủ ăn đi anh Thịnh, hồi đói đó. Ê, nhưng mà biết đâu được. Hôm nay cái này chính là khác biệt đúng thì sao? Rồi. Đúng rồi. Còn lại tiếng sống hết thì sao? Tiếng sống hết là sao? Ban tổ chức chỉ nói là khác biệt chứ đâu nói là sống hay chính. Đúng rồi. Ai số 1? Lâm. Lâm số 1. Dương Chiều Mã. Gặp lại. Ừ. Dương Chiều Mã. Yeah. Ngươi muốn đập như đâu? Đập vô cái răng được không? Đập vô cái răng được không? Mất 8 triệu. Cái nào vậy? 4 cái đền mất tiền à? 4 cái là nhiêu tiền biết không? 4 x 8. 8 8 4 3 4. 8 4 8 1 8 8 2 16 8 8 4 35. 8 4 35. 8 4 35. 32 chứ, 8 4 32. 42 đúng 2. 42. 8 8. Đền đi. 19. 19. Rồi nhanh ăn ra. 19. Đừng giỡn, giỡn. Tráng đi, tráng. 38. 38. 19 là 38. Nãy giờ còn nhân. Tính cái gì vậy? Nãy giờ vẫn còn nhân hả? Tao là 38. Cái này đã gọi là nhỏ không học lớn thành. Kêu anh Thịnh. Trời là trời. Lãi trường gian giới thiệu có kiến thức hơn. Không đập luôn khỏi đó nữa. Ủa? Ờ ha. Ủa đập chưa? Đập rồi. Anh đâu tét đầu anh ơi. Ủa? Đập rồi hả? Ủa đập rồi. Đập rồi hả? Anh ơi. Trời, ta đập nhẹ cho nó bẻ thôi, còn này là Quy Khánh đập cho nát. Đập cho nát luôn. Nát luôn. Trời ơi rồi. Đập mà không ăn được. Đập vô cái thái dương kìa. Quá trời. Trời ơi, chết rồi, hỏi một cục luôn. Trời ơi. Chảy máu luôn rồi. Chảy máu luôn rồi. Thầy ông già hết. Trời ơi, anh ơi, anh đánh cái gì kỳ kỳ vậy? Kỹ thuật biểu diễn anh đâu mà anh đánh thằng thể đâu anh ơi. Hồi xưa đi học môn đó đi nghỉ. Trời ơi. Cái đó gọi là quả báo nhãn tiền đó. Người ta đập, người ta đập nhẹ lắm bể thôi, còn Quy Khánh là nhấn. Đập nhấn xong rồi lấy ngón tay khựu vô đó nữa. Đập nhấn xong rồi lấy ngón tay khựu vô đó nữa. Không có khựu là em khen đó, báo nghiệp nữa. Bây giờ em không thấy anh em ở đây mà em thấy anh Ngô Kiến Huy không vậy ta? vậy là em đã cùng tần suất trên Ngô Kiến Huy rồi. Bây giờ ai? Bây giờ là ai? Số 6 đi anh, đầu cầu bên kia đi. Số 6 đi. Số 6 đây. Vô. Ủa vô luôn hả? Dạ. Hiếu qua chị đi. Bể em qua, hả? Qua Hiếu ơi.
lấy tráng chọi trứng, lấy tráng chọi trứng. Hai một chơi. Trời ơi, ok ok, là qua hết nha. Chuẩn bị chuẩn bị, tới em đi. Em là số mấy? Em số 2. Số 2 vô. Số 2. Em không cần Dương Trường Mã Hán nữa. Cho em đầu trâu mặt ngựa. Cho em đầu trâu mặt ngựa. Cho em đầu trâu mặt ngựa. Ý là anh Hạnh vô. Trời ơi, nó chửi đó. Ai mà cầm trứng đập nó chính là đầu trâu mặt ngựa đó. Nhưng mạng phép là không vô cái thế này. Giữ hay quá Hiếu ơi. Ổn quá Hiếu ơi. Đúng rồi em. Đưa cái mặt xuống xuống. Ừ. Đây, vô. Vậy thì đập vô trái cổ anh. Đập vô trái cổ anh. 3 2 Ê, coi chừng vô lỗ mũi, coi chừng vô lỗ mũi nha. Để thôi, không chơi vậy. 3, 2, 1, vô. Trời ơi. Ba trái. Ủa, xuống 8 tầng. Số 3 là ai? Số 3 là em. Số 4 là ai? 4 là anh Thịnh á. Nè, tháo ra nè. Đó, để đây. Đến cầu nguyện cho. Rồi, tháo ra, tháo ra. Dạ. Kêu Nguyễn Huy cầu nguyện giùm kìa. Đó, đây là tướng của trứng nè. Đây là tướng của trứng nè. Đây là của anh Thịnh nè. Trứng, trứng. Đúng không? Đây là của tôi nè. Đó, bây giờ mà đó. Đó, đó. Đó. Ví dụ vậy, ví dụ vậy. Ví dụ vậy. Đó, đỡ này của ai, của ai? Của tôi là vẫn ở đây. À, tôi đập trước, tôi đập trước. Tôi nghi quá, tôi nghi quá. Biết chưa? Trời, giờ ai chọn ai? Coi biết trước rồi. Ai chọn ai? Bây giờ, muốn ngày là ban đầu không? Ban đầu là cái này của anh Thịnh nè. Ờ. Đúng chưa? Này là của Tuấn nè. Đúng chưa? Rồi. Trời anh ơi, anh làm gì? Không nhìn thấy đường. Trời, ai chọn cái nào? Em hả? Em chọn cái này. Được rồi. À, đây, 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 họ chơi cái nào mà. Cái này con có màu này, chùi nè. Tức quá đi. Trời, biết đâu luôn. Rồi. Tay nào? Tao tầm dâu. Ủa? Tay nào có, tay nào không? Thôi lỡ rồi. 2, 3, vô. Em đập cho. Em đập hả? Em đập cho. Sát cái đây nè. Hiếu, Hiếu, hỗ trợ Hiếu. Vô. Em hỗ trợ em ơi. Đừng mà. Thôi nhưng mà anh làm anh kỳ lắm. Đã đi. Quang ơi. 1 2 3. Trời ơi, mắt anh kéo mày luôn rồi kìa. Trời ơi, Hiếu ơi. Trời ơi, sao rồi. Chết em rồi. Cái này nó đứng trên nhường dưới vậy trơn. Rồi, xin mời anh Thịnh gặp gỡ với lại bé Jenny ha. Đây, xin mời anh lên. Trời ơi, quan hỷ lắm anh ơi. Bà luôn ngửi. Như giờ này được cải tiến đúng không? Đeo á. Anh bố, anh bố luôn hả? Nó xui hơn nữa. Đó. Ghê quá. Ghê chưa? Bí ẩn lắm á. Đeo vậy thì xin ăn ai chó. Nếu mà đeo vậy là lòi mắt rồi. Trời ơi, mình thấy mặt của mày vậy hả? Trời ơi.